Xin chào các bác, chào cả nhà. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video channel Blogger của Cha Cha Quê buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là 16, ngày 16. À, xin lỗi cả nhà. Hôm nay là ngày 13 tháng 6. Đó. Vâng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì thật là may trên cái cung đường làng này sau bao nhiêu ngày em quay ở đây. Đó, cung đường này buổi sáng cực kỳ là đẹp, mây trời hôm nay là giống hệt luôn. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay là em đang đứng đây quay ở tại thôn muối xã Giáp Sơn này các bác này. Và cảnh cung đường này theo em giới thiệu theo bao nhiêu ngày qua ấy thì là một buổi sáng mà cung đường này nó rộng 7m và nó rộng nhất cái cung đường của khu vực đường làng ở khu vực Lục Ngạn đây. Nó rất là thẳng, thẳng giữa cánh đồng luôn. Và hai bên rìa là trái cây. Ngày xưa thì là lúa nhưng bây giờ là trái cây. Và rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì em đến đây sớm và có một anh ở đây là báo Bắc Giang, thật là rất là may hôm nay có một anh báo Bắc Giang đến đây review quay sớm này các bác. Đó, ở đây thì hôm nay thật là may là anh em tác nghiệp, một bên là ông làm nhà nước, còn một bên là ông anh làm nhà nước, còn một bên là em làm tư nhân thôi. Anh ấy hôm nay là có quay bay flycam đó, thì một chút nữa thì không khéo là mình sẽ về mình xin mấy cái cảnh để quay ghép vào, hay là xin anh một vài cảnh đó, nhưng mà không biết có được không. Đó, hôm nay vải ở trên cánh đồng này thì các bác có thể nhìn thấy là bà con đang đi bán vải, đang đi hái và đi bán là dọc cái tuyến cung đường này. Đó. Ngoài ra thì ở đằng phía sau em, mặt đằng sau em đang quay đây này thì cũng đang có rất là nhiều hàng mua rồi, hàng mua quen bao nhiêu ngày qua ở đây. Em sẽ để lên đây cho các bác. Hôm nay thì em sẽ cố gắng giữ những cái hình ảnh mà nó chân thực nhất và nét nhất cho các bác xem. Đấy. Hôm nay thì em đi quay rất là sớm. Nhiều bác hỏi là quay cuộc sống cảnh của bà con nhân dân thì hôm nay em bắt đầu đi quay này. Và vài ngày nữa thì em sẽ cố gắng quay những góc quay mà hình ảnh nó cố gắng mà giữ im nhất để cho bà con khán giả xem cũng như bà con cả nước xem. Trước khi vào chương trình thì em xin chúc tất cả cả nhà, chúc bà con Lục Ngạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và cũng như là đi bán được giá đất, gọi là thuận mua vừa bán, phù hợp với cái giá vải của nhà mình và được cái giá mà ưng nhất. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì thật là hạnh phúc khi mà gặp được một ông anh nhà báo ở đây. Đấy, đi tác nghiệp cùng. Đó, ở đây thì em sẽ ngồi yên một chỗ em zoom. Hôm nay sẽ không di chuyển một tí gì luôn tại vì quang cảnh nó dọc cung đường này nó là thẳng tắp luôn. Đó. Đấy. Đây, em sẽ cố gắng đứng đây zoom tại chỗ và quay khoảng 2 phút chậm chậm thôi cho các bác xem trên cái buổi ngày hôm nay trên cung đường này. Đây. Đó. Có khi là em phải ngừng cái chuyến này em ra kia em khiêng hộ thôi. Đó. Đây các bác. Mỗi một chuyến vải như thế này ở quê em ấy thì nó rơi vào khoảng 3 tạ. Thế nên là cần một lân lực rất là khỏe mạnh để tiêng được những thọt vải lên như thế này. Đó, mới sáng sớm thôi nhưng mà những thọt vải đầu tiên cũng đã di chuyển rồi. Đây. Đấy, có rất nhiều các bác trên khu đường. Chào các anh. Nhà mình ra đây bán luôn này, ra chỗ đăng cổng đấy, thế xong mình cũng du sọt luôn, chả là gì. Chưa được à? Hôm nay em nghe các bác nói là nhiều chủ cân tàu hôm nay nghỉ, không biết thế nào. Ui, chị này khỏe chưa? Đấy. Ở bên này thì là cửa Á Xỉu, cái cửa nhà Á Xỉu, à đâu, Xỉu viện này thì có một duy nhất có một anh tàu về thôi. Cửa này cái ông ấy nói tiếng Việt sõi lắm rồi. Về nhưng mà ông ấy mua ở ngoài cửa ngoài cầu chết. Đâu, hình như về sớm lắm rồi, về từ đầu vụ vải rồi. Ông này nói tiếng Việt là mình sõi lắm rồi. Đây các bác, cho các bác xem vải này. Đấy, vải loại 1 đây. Đấy.
Đây các bác, dọc cái tuyến này thì hôm nay được cái khung cảnh hôm nay là trời rất là đẹp anh ạ. Hình như là cái cánh đồng này bẻ gần hết rồi nha anh nhỉ. Rồi cánh đồng này, bẻ gần hết rồi. Đây các bác này. Đó. À, quang cảnh buổi sáng ngày hôm nay thì trước khi đi đó em sẽ chuẩn bị ra lên đây xem giá. Giá sáng sớm ở trên cái này thì cho các bác xem giá cổng làng hôm nay sáng sớm. Hôm nay rất nhiều các bác bảo là các điểm con tàu nghỉ thì không biết là giá nó sẽ rơi dao động như thế nào. Thì ngày hôm nay em sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể để cho các bác xem giá. Đây. Đấy, người đi bán thì đang tấp nập như này đấy các bác này. Đây các bác, em sẽ cố gắng đi bộ sang bên này. Kiểu gì trong quá trình đi bộ của em trong cái video ngày hôm nay thì nó sẽ rung một chút xíu. Thì em rất là mong các bác thông cảm nha. Hoặc là em sẽ lên xe và em sẽ di chuyển ra ngoài cái cổng kia. Thế nhưng mà hôm nay thì đang tắc đường rồi, chưa biết giá cả sẽ như sao. Đó. Vâng. Chào anh. Đó. Đây các bác, em sẽ cố gắng đi bộ ra cái cung đường ở ngoài này, quay cho các bác xem những cái gì mà chân thực nhất. Có thể là em đi sẽ hơi rung bởi vì em sẽ cố gắng rung rồi, chưa có tiền mua gimbal các bác ạ. Rất là mong các bác xem nhiều, các bác ủng hộ. Đấy, em có tiền em đi mua gimbal, em quay cho các bác những cái cảnh mà xuất sắc hơn. Đó. Đây. Hôm nay ra đây xem giá cho các bác xem luôn và ngay. Kiểu gì cái khung hình này, đoạn này chắc chắn là sẽ rất là rung rồi. Rất là mong các bác thông cảm nhá. Đó. Xem giá buổi sáng sớm ở khu vực ở ngoài này luôn cho các bác này. Đây. Đó. Đông quá. Nhà mình hôm nay được trả giá chưa anh? Chưa ạ. Hay là hôm nay ở đây cửa hàng này mở sớm lắm rồi mà chưa trả giá. Ui ôi, hôm nay lèn trời đây đẹp dã man luôn. Wow, view tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy, xem hỏi giá rồi, hôm nay chưa được trả giá hả anh? Hôm nay chưa. Hôm nay em thấy họ là nhiều cửa, nhiều cửa không nghỉ lắm, không biết là giá cả như thế nào. Hôm qua là mấy ngày hôm nay tắc đường quá, nên là các bác cũng múc no rồi. Hôm qua mấy hôm tắc đường thôi, hôm nay là vắng ngay. Vâng, với lại là cái lượng tiêu thụ nhiều rồi. Đây các bác này, chưa biết giá cả hôm nay sao. Nên xem giá cả buổi sáng. Tăng tốc bác. Tăng tốc ra đây đi xem giá cả buổi sáng ra sao. Sáng sớm chưa 6 giờ đâu, 15 rưỡi thôi. Hôm nay tăng nhập cực kỳ sớm các bác ạ. Anh. Đấy. Ui, nhiều kinh khủng nhiều luôn. Ui, đã bán về rồi anh. Nhà mình đóng bán được giá bao nhiêu rồi anh? Nhà mình bán được giá bao nhiêu hôm nay ấy? 19 thôi ạ. Đây các bác, đâu anh? Hôm nay bên kia có một anh nhà báo Bắc Giang về cả.
Bên kia có một anh nhà báo về. Vẫn đang tác nghiệp. Đây các bác này, xem vào đây xem hôm nay giá cả. Nhà mình đừng lên giá cho anh. Chưa biết giá cả sao, nhà mình được giá cho bác. Được rồi. Bao nhiêu rồi bác sáng nay? 22. Nhà mình được 22 à? Đẹp nhất rồi. Đây các bác, 22, có giá 22. Ở điểm này thì báo giá là chuẩn luôn các bác ạ. Đây, sáng sớm nào mà các bác nào mà chưa biết điểm nào bán, các bác có phi ở trong này. Nhưng mà quan trọng là các bác không biết đường. Đó. Đấy. Tăng đường luôn rồi này các bác này. Đây. Đó. Hôm nay khung ảnh buổi sáng thì vẫn đang sáng sớm, vẫn đang là 5:30 các bác ạ. Bây giờ 5:30. Đây cực kỳ sớm. Đó. Đây. À, các bác sang này bán cực kỳ nhiều luôn này. Đây. Ở điểm này. Tắc nghẹt luôn. Ở điểm này thì cứ khiêng vào là báo giá luôn thôi. Nhanh. Toàn vải đẹp loại 1 chú. Vâng, tắc đường hộ này ra đường. Đấy. Đây, sáng sớm này các bác này, view cực kỳ đẹp. Đùa nếu view đẹp không quan trọng, quan trọng là các bác ở đây mua được giá các bác ạ. Đấy. Đây các bác ơi. Đó, ui tắc đường rồi này. Đấy. Nhuộm kín một con đường luôn. Đây các bác. Đó. Giá cả giờ này thì cũng rất quan trọng các bác ạ. Nhưng mà dường như là đã khiêng sọt ở đây là hầu như là giá sẽ đầu trên 20 hết. Không bao giờ có chuyện dưới 20 riêng ở điểm này. Đấy, ít nhất cũng là 22, 23 trở lên. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm, bán ở điểm này là giá cực kỳ là tươi luôn. Đấy, các bác nào mà chưa biết cung đường nào là các bác nhìn đây này. Đấy, cái núi trước mặt này, các bác nào ở ngoài, đi ở ngoài quốc lộ mà các bác nhìn thấy cái núi này này thì các bác đi vào đường trong làng này. Đi vào đường trong làng này thì các bác rẽ vào cái đường khu vực cổng chào này. Đấy, vải đẹp thì cũng vào nha các bác nhé. Vải xấu thì không vào đâu. Trong này là chỉ tuyển vải loại 1 thôi. Hàng xuất chúng thôi. Hàng thấp hơn thì không lấy đâu. Hàng này hàng đi tàu này. Đó. Điểm này đây các bác có thể nhìn thấy vải loại 1 này. Đấy, em sáng sớm em quay vải loại 1 nó đang đỏ rực trên cam camera của em này rồi này các bác ạ. Các bác biết là nó đỉnh đến mức nào rồi đấy. Đấy. Đây. Đó. Anh, hôm nay nhà mình nâng giá cho anh. Chưa có giá. Chưa có giá nhưng mà hầu như ở đây là sọt xuống là toàn trên đầu 2 chứ không dưới đầu 2 đâu. Điểm này có một át tàu về ở cửa là nhà này nó phát cũng mạnh. Thế này hôm nào nó chẳng cần nữa. Vâng. Thế nào? Sao lại đi qua không xem này? Thế nhiều vết thương thì cạn nhớ rồi sao ấy. Chuyến ngoài đâu bồi? Bán gì đâu? Để mình nhớ đây mấy chuyến rồi anh. À chuyến. Mấy chuyến. Có về đây cho mấy chuyến. Lồng lạnh như này. Lồng lạnh như này. Đi luôn, ôi rồi. Hôm nay hết thương cạn nhớ, có nhiều bác quá. Đấy. Tắc đường rồi các bác, tắc đường rồi. Ở đây báo giá cho các bác luôn. Giá bao nhiêu đây bác?
22 à? 21. Hôm nay giá xuống nhẹ nhẹ các bác ạ. Hôm nay giá xuống nhẹ nhẹ. 21. Hôm nay giá bắt đầu xuống nhẹ các bác ạ. Dao động xuống 21 thôi. Không có là 25, 26 như ngày hôm qua nữa rồi. Đấy, tháng sớm thì đáng nhẽ là phải có 25, 26 rồi. Nhưng mà hôm nay dao động xuống nhẹ rồi. Đây, tăng đường nguyên một đoạn dài đây các bác này. Đấy, hôm nay giá dao động ở đây em phải nhắc lại cho các bác nhá. Giá ở điểm này thì chỉ có mua giá vải Thanh Hà, Thanh Hà chính là giá vải Lai Tàu thôi. Còn vải thiều chính vụ thì chưa mua đâu. Đấy, đây các bác xem này. Đấy, em mới quay sáng sớm nên là trời là mới rạng sáng các bác nhá. Đây là khung cảnh hơi tối, nó không được sáng như bao ngày qua quay đâu. Đấy, thế là các bác là thông cảm, mới quay sáng sớm. Còn thì ở điểm này là như cái bác mà già già các bác ấy, mấy hôm bác ấy bán em quay ở đây này, bác ấy bảo là ở đây điểm này thì một tạ lùi 4-5 cân đấy, gọi là bà con gọi là miễn cưỡng chấp nhận được đấy. Đây, đó. Đây các bác ơi, hôm nay giá dao động từ 20 trở lên đến 21-22 thôi nhá. Đấy, đấy. À, còn bây giờ thì em xin được sắp sửa kết thúc cái cảnh quay này ở đây. Đấy, báo giá ở khu vực điểm cổng làng muối ngày hôm nay cho rất nhiều bà con ở ngoài đường quốc lộ biết là đấy, trong này cũng bán tắc đường luôn. Và giá dao động từ hai hai là bác cái bảo cao nhất hôm nay rồi anh. 22 cao nhất hôm nay rồi anh nhỉ. Cao nhỉ. Chạy đằng sau rồi. Xéo rồi, xéo rồi. Các bác là em phải chọn góc thôi chứ hôm nay góc này hơi yếu ánh sáng. Đấy, xuống. Sọt này nhà mình rồi bao nhiêu đây bác? 22 ạ. Hôm nay là sáng, mới sáng là chỉ giá dao động thế rồi bác nhỉ. Chắc hôm nay thế rồi, bởi vì cháu đây bảo hôm nay có nhiều cửa nghỉ mà. Đấy, sọt 22 này các bác này, hôm nay chắc là cao nhất 22 thôi các bác. Đây các bác này, đấy, được bên góc quay này sáng hẳn lên, ánh sáng bây giờ có lên rồi các bác. Đây, đó. Rồi em xin phép chuẩn bị kết thúc cái điểm cân ở đây nha. Cảm ơn tất cả cả nhà đã theo dõi, đừng quên nhấn like, thích, chia sẻ, ủng hộ Cà Cho Quê, follow em để em có động lực làm những video tiếp hơn. Và các bác follow, các bác chia sẻ mạnh mẽ lên nhé, để em kiếm lấy cái chào chị, để em kiếm lấy một cái gimbal chống rung đi quay cho các bác. Chị ơi, hôm nay nhà mình mua dao động từ bao nhiêu chị? Nhà mình hôm nay mua dao động từ bao nhiêu ấy chị? 20-22 ạ? Vâng. Vâng. Chị bảo là hôm nay giá cả đi xuống các bác ạ, xuống một tí. Giá hôm nay còn 21-22 thôi. Rồi.
Rồi các bác ạ, em kết thúc điểm này nhá. Hôm nay giá dao động từ 20 đến 22 điểm này thôi. Đây, tải đẹp loại 1 luôn nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video cho các bác, và những video tiếp theo của ngày mai nha. Bye bye.